Đầu xuân năm mới, thầy xin đến lên chúc cả nhà sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Kính mời đại gia đình cùng trải nghiệm cuộc thi quê heo và văn hóa nhân gian tại AV huyện Chư Vinh nha cả nhà. Lễ hội là 2 năm gói lần sao? 2 năm gói lần. Thi chấm điểm cho anh, chấm điểm thi chưa? Điểm sau đây nhé. Mọi người già đã ngoài giùm em với nào nhé. Khu vực chấm thi của đoàn đại biểu hỗ trợ giùm em với nhé, hỗ trợ giùm em với, mọi người lùi ra đi sau này giùm em với. Anh đứng ra ngoài này giùm em với nhé, hỗ trợ mọi người, hỗ trợ đoàn làm đi, dàn lùi ra. Mọi người bên này giản ra giùm em với nào, để đoàn đại biểu đi giản ra giùm ngay với nào. Mọi người giản ra giùm em ơi. Đây, mọi người giản ra ngoài khu vực cổng chào. Thì giản ra ngoài giùm em ơi. Chị ơi. Dạ, tất sao ạ. Sao rồi xài nín. Đừng về đây cho mà. Chị ơi, nế giùm em ơi. Giản ra giùm em nào. Nhỏ thôi, đúng. Đó.
con nhỏ. Đồng rồi, nhưng mà ý là người ta đang làm việc, tí là xong rồi lại sau. Đánh ơi, đánh ơi, dán dán khu bên sau đó đi. Trời ơi, đúng gì kìa. Anh bảo anh nghe cho anh nghe.
đừng có làm lố nữa. Thôi gì anh nói nghe rồi. Thôi em mời anh ra ngoài. Anh cũng đâu rồi. Anh em nói nghe rồi. Không. Đưa cô đây. Cái thái độ. Thái độ gì? Anh vừa bước vô đây, chú nói cho anh hỏi anh ra, anh nghe rồi anh ra. Rồi thôi anh nha. Anh để em kìa. Rồi. Ok, anh em rồi anh em kinh hôn. Thôi anh em Thank you.
Cái đấy để mà cái chấm ấy. Rồi, cái này không được để mang chấm đó. Đâu cắt miếng hay quay lấy miếng cắm ăn á. Không, lấy luôn cả thịt đi. À, bà con rồi đứng ngoài đây thôn xấu mình nè, làm miếng nè. Chặt đi, chặt thêm miếng em. Em đi. Ông kia đây. Hỏi thêm muối. Sao giờ phát được chưa? Hỏi chén vào đây làm gì nào? Hỏi anh không bỏ đây đâu. Để lại một miếng này. Thông báo cho các đơn vị nhé, chặt miếng nhỏ ở phân nhỏ nhé. Các đơn vị chặt miếng nhỏ nhé. Đây, mình kẹp tay đó thật chia nhé, đây bán nha. Đây, có phải miếng khác nữa. Bánh cáo em ơi, bánh cáo.
nhà làm của nhà. Nhưng mà phải khen chứ, nếu mà mình không khen thì là chú tàu bất bất công hàng nó vậy. Béo. Thank you.
sao các bạn à. Trò chơi là bốc hộp vàng trúng thưởng. Ơi.
rồi người mình ấy là nói anh yêu em là nói như vậy bà hè. Anh yêu em á, nói sao? Cô yêu nồng mi. À, cô yêu nồng mi. Cô yêu nồng mi à? Ừ. Là anh yêu em. Là anh yêu em à, rồi. Còn anh yêu em không thì cô yêu nồng mi. À con à, bánh này là bánh gì bà? Bánh tẻ hay bánh gì? Bánh tẻ. Bánh tẻ à? Đừng có chúc chúc xấu hổ người ta. Tự làm thì sao? Tự làm. Tự làm à? Anh đi cho anh cả đây là, đi. Nguyên liệu sao nấu gì sao đây? Nấu mình xay ngâm rồi lại xay bột. Xay bột. Bánh thuộc bánh tẻ. Dạ bánh tẻ. Đây là thuộc tay hay mường? Người nung. Nung à. Dạ. Hồi xưa con có yêu một bạn nữ người nung nhá. Vào đây lâu chưa mấy bạn? Năm 8 năm. Dạ. Năm 8 năm. Mấy chục năm.